các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong xem gì hôm nay. Các bạn thân mến, người dân Việt Nam ta có câu: dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google. Vậy nên tiếng Anh hay tiếng gì cũng thế, cứ lên Google tra là có hết. Tuy nhiên, đúng hay sai thì mình không dám chắc đâu. Nếu các bạn không tin thì các bạn hãy xem hết video ngày hôm nay để xem chị Google cũng có lúc rơi vào tình huống dở khóc dở cười nhé. Sai chính tả thì bị chửi. Với niềm tin mãnh liệt vào Google, sau khi xem xong những bức hình này, có lẽ các bạn sẽ vỡ mộng. Đừng đùa với Google, chị Google cũng nguyên tắc không kém con người đâu các bạn ạ. Điển hình như là trường hợp này, vừa sai chính tả một chút thôi là chị chỉnh lại liền. Chưa kịp gõ xong câu cần dịch, chị Google đã có màn nhắc khéo: sai chính tả rồi má. Quả này thì người cần dịch cũng phải quê chữ E kéo dài mất thôi. Sau khi nhắc người dùng phải dùng câu từ chính xác thì chị mới dịch được. Thì trong một tình huống khác, chỉ ghi thiếu một chữ cái, chị Google liền buông lời cay đắng. Có thể là vì đầu chưa kịp nảy số nên thanh niên nào đó đã tra từ hello mà thiếu mất một chữ L. Thế nhưng các bạn có thấy điều kỳ lạ không? Nghĩa của từ hello sau khi được dịch là đoạn văn bản bên dưới không những là chỉ ra từ hello đúng chính tả, chị còn cục xúc chửi té tát một trận. Thật không thể tin nổi. Tình huống khác cũng được người dùng chia sẻ khi dịch từ tiếng Anh go all morning sang tiếng Việt thì người dùng lại nhận được kết quả choàng váng không kém. Kết quả trả về là: tiếng Anh ghi cũng ngu, phải là good morning. Những kết quả dịch trên đều được đánh giá là bản dịch được cộng đồng xác minh. Những bản dịch này khiến người dịch cảm thấy choáng váng và tím mặt, tưởng chị Google chửi không hay mà lại hay không tưởng. Chán dịch tiếng Anh, người ta lại dịch tiếng Việt để xem chị Google đa di năng như thế nào. Tuy nhiên, kết quả lại khiến chúng ta phải ối rồi ôi. Cha có mỗi một từ thông thoáng thôi, vậy mà chị lại bảo là không biết, tổn thương hết sức. Được biết, kết quả dịch thuật các ngôn ngữ của Google dịch phần lớn là do cộng đồng, người dùng cùng hợp sức tạo nên. Theo đó, Google có tính năng mở cho mọi người cùng có thể đóng góp vào việc dịch các từ, cụm từ, câu từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Kết quả dịch được nhiều người đồng ý nhất sẽ trở thành kết quả chung cho tính năng của Google dịch. Tuy nhiên, trong trường hợp trên, vì câu tiếng Anh được nhập vào sai về ngữ pháp và có thể rất ít người nhập sai như vậy, nên kết quả dịch thuật sẽ không có người dùng đóng góp vào. Lợi dụng điều đó, một số người có ý đồ không tốt hoặc chỉ đơn giản là muốn chọc phá có thể tạo ra kết quả dịch thuật mới, hoặc là cũng có thể ngay từ đầu người dùng đã cố tình tạo ra một câu tiếng Anh sai chưa từng xuất hiện trong Google dịch và tự tạo kết quả rồi đề xuất lên Google. Thôi thì tạm trò chuyện chị Google chửi và dịch sai là dĩ vãng. Các bạn đã bao giờ thấy chị Google tiên tri chưa? Nếu chưa thì hẳn là chúng ta sẽ phải ngỡ ngàng bật ngửa trong phần tiếp theo. Google dịch tiên tri. Google dịch bậy bạ những từ ngữ trên có thể một phần do sự đóng góp không chính xác của cộng đồng. Do quá trình xác nhận các dịch thuật của người khác không đúng nghĩa nhưng vẫn được chấp nhận dẫn đến ảnh hưởng đến bản dịch cuối mà mọi người thấy. Tuy nhiên, Google dịch cũng có những giây phút ảo ma Lazada như là bị ma nhập ý. Có một khoảng thời gian, Google dịch liên tục dịch ngôn ngữ ra các cụm từ rùng rợn, đáng sợ như thể đó là một lời sấm truyền, tiên tri nào đó được để lại cho nhân loại. Đầu tiên, người ta sử dụng một ngôn ngữ là tiếng Maori, tộc người Polynesia bản xứ ở New Zealand, có nền văn hóa độc đáo và kho thần thoại phong phú, còn ngôn ngữ đích đến là tiếng Anh. Chỉ một từ AG không có nghĩa, lặp lại liên tục lại được dịch theo một câu hoàn chỉnh, theo như kết quả tổng số con trai của bộ lạc Gershon là 50.000. Còn nếu viết 16 lần chữ dog thì còn đáng sợ hơn. Google dịch tiên tri về ngày tận thế sắp diễn ra khi đồng hồ tận thế điểm 12 giờ 3 phút. Đến đây thì có ai cảm thấy chợt lạnh gáy hay không? Sau đó, người dùng lại tiếp tục gõ những chữ chẳng đầu chẳng cuối thì chị Google dịch vẫn dịch ngon lành, câu nào ra câu nấy. Thật ra thì đây chỉ là một số lỗi kỹ thuật của Google được người dùng phát hiện và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi một thời. Nhưng mà cho đến hiện tại thì các lỗi này đã được khắc phục để cho ra kết quả chính xác hơn, không còn những bản dịch có phần đáng sợ như là ở trên nữa. Ăn theo trend chị Google tiên tri, có nhiều ứng dụng mọc lên để giải khuây trên Facebook. Chỉ cần người dùng kích vào thì sẽ được xem tiên đoán vận mệnh. Trò chơi này khiến nhiều cư dân mạng hứng thú và lần mò vào xem thử chị Google phán về mình như thế nào. Nhưng mà lưu ý nhỏ nhé, đây chỉ là trò chơi mang tính chất giải trí chứ không phải là do Google dịch ra đâu. Vậy nên, mọi người đừng có giận chị Google nha. Khi Google dịch dùng để hát, xung quanh chúng ta thì chắc chắn là phải có người nào đó hát không được hay cho lắm đúng không nào? Thế nhưng, sau khi nghe giọng hát của chị Google dịch cất lên, thì chắc chắn là bạn thà nghe người ta hát dở còn hơn là để Google hát. Người tôn in máy fantasy, quẻ áo dù nóng, quờ dìu only in má chín lờ gì. Chuyện là một số người muốn thử xem,
nghe chị Google dịch có giọng hát như thế nào, nên là thay vì sử dụng Google vào việc dịch văn bản hay học theo cách phát âm đúng chuẩn phiên bản nước ngoài, thì họ lại xem chức năng này như là một trò giải trí, vì thông qua cách đọc ngô nghê có phần hài hước của bà chị Google thì lại đem lại cảm giác tấu hài cực mạnh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu đôi một lời, bên nhau hay thôi chỉ một lần. Vừa rồi thì chị cất tiếng hát với cái giọng đều đều lệch cao độ. Thì tất nhiên rồi, một tràng cười đau bụng vang lên. Nếu các bạn muốn tìm hiểu xem chị Google dịch hát hay đến mức nào thì cứ thử có một lời bài hát vào rồi dịch ra xem thế nào nhé. Thú vị ra phết đấy các bạn ạ. Google dịch thành bà kệ. Chuyện bắt các con ăn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với các bậc phụ huynh. Và kể từ khi phát hiện ra Google dịch thì các phụ huynh có vẻ nhẹ nhàng cho việc dạy con hơn rất nhiều. Nhiều người đã biến nó trở thành bà kệ để hù dọa trẻ con và xem ra cách làm này khá là hiệu quả. Nhiều em nhỏ, bố mẹ đã nói rát cả họng mà vẫn không chịu nghe lời, nhưng chỉ cần bảo Google lên tiếng thì sẽ im re, ngoan ngoãn hơn. Ngoài ra, nhiều phụ huynh còn sao chép cả một câu chuyện cổ tích để Google kể cho con nghe mà không tốn nhiều công sức. Đúng là cái gì khó thì đã có Google. Dịch sai nghĩa. Nếu là người Việt đọc những dòng tin nhắn này thì dù có mắc lỗi chính tả và sai cú pháp một chút, nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu được ý của tài xế là: tôi sẽ giao sớm cho bạn, nhưng mà để một vị khách nước ngoài có thể hiểu được thì đó là một điều cực kỳ khó. Vì vậy, muốn biết shipper gửi tin nhắn có ý nghĩa gì, anh khách nước ngoài đã phải nhờ đến Google dịch và nhận được kết quả thật hú hồn. I use a knife, some for you. Đến đây, chắc hẳn anh khách sẽ không khỏi kinh hoàng và lo sợ. Liệu có ai đột nhập vào nhà và giết mình hay không? Không biết sau đó anh khách này có bom hàng hay không? Còn nếu mà bom hàng thì đúng là tội nghiệp anh shipper vì là nạn nhân bất đắc dĩ của Google dịch. Khi các thầy cô dùng Google dịch, nói gì thì nói, Google dịch là cách dịch máy móc nên công cụ này thường hay mắc phải các lỗi dịch word by word hay còn gọi là dịch từng từ. Không ít lần, Google dịch cho ra nhiều câu dịch sai hoàn toàn về ngữ pháp. Và quả thật đã có khá khá trường hợp vì lạm dụng Google dịch mà rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười vô cùng hài hước. Vẫn là những câu khẩu hiệu quen thuộc nhắc nhở về thái độ và cách cư xử đúng mực cho học sinh. Tuy nhiên, phần phụ đề bằng tiếng Anh ở phía dưới lại mắc lỗi Google dịch vô cùng nghiêm trọng. Nhiều người dùng mạng xã hội đã hài hước nói đùa rằng: phải chăng vào ngày làm biển hiệu thì các giáo viên tiếng Anh trong trường đi vắng, nên người thợ làm biển đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của chị Google. Kính ở đây là kính trọng. Vậy mà chẳng hiểu sao chị Google lại vô tình hiểu thành tấm kính, nên là mới thành glasses. Theo báo cáo từ các trang blog của Google Translate, dịch vụ này bao gồm khoảng hơn 500 triệu người dùng. Trên thực tế, con số này xấp xỉ bằng với toàn bộ số dân ở Liên minh châu Âu, với khoảng 508 triệu cư dân. Mặc dù vậy thì đây cũng chỉ là một công cụ dịch, mà đã là công cụ thì chắc chắn sẽ có những sai sót, và đôi khi những sự cố ấy lại trở thành câu chuyện giờ khóc giờ cười. Cảm ơn các bạn đã xem video, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Xem Gì Hôm Nay. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời. Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nhé. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.